Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đô Sa Vina. Bản tin trưa nay có những nội dung chính sau đây. Trao tặng 200 bình chữa cháy cho xã Bình Hải xây dựng mô hình điểm chữa cháy công cộng. Tổng kết và chia sẻ hoạt động chất lượng nội vụ năm 2022. Tiếp tục xuất khẩu 1.300 tấn cây cốt thép đến nhà máy nhiệt điện Gia Qua, Indonesia. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, nhằm thực hiện mô hình điểm chữa cháy công cộng, ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đô Sa Vina đã trao tặng 200 bình chữa cháy trị giá 100 triệu đồng cho Ủy ban dân xã Bình Hải để nâng cao công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo Ủy ban dân xã và công an xã Bình Hải, đại diện Đô Sa Vina có trưởng đội EHS Dương Ha Kỳ cùng các thành viên liên quan. Tại đây, đại diện công ty đã trao tặng 200 bình chữa cháy trị giá 100 triệu đồng cho Ủy ban dân xã Bình Hải nhằm phối hợp cùng các cấp chính quyền địa phương triển khai nhân rộng mô hình điểm chữa cháy công cộng, góp phần nâng cao hiệu quả và nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác chủ động phòng ngừa, giảm thiểu các sự cố cháy nổ xảy ra tại khu dân cư và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Sau đó, đại diện công an xã Bình Hải cũng đã hướng dẫn thêm cách sử dụng các dụng cụ, phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ để mọi người có thể chủ động tự dập tắt đám cháy, thoát nạn an toàn khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Liên tục chương trình là những hình ảnh về buổi báo cáo tổng kết và trao thưởng hoạt động chất lượng nội bộ năm 2022 của đội quản lý chất lượng diễn ra vào ngày 16 tháng 12 vừa qua. Chia sẻ chất lượng nội bộ là hoạt động thực hiện định kỳ hàng quý nhằm đánh giá tình hình hoạt động chất lượng của công ty để kịp thời nâng cao công tác quản lý hệ thống chất lượng, đáp ứng yêu cầu quy trình sản xuất cũng như tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng. Theo đó, buổi chia sẻ chất lượng nội bộ năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 16 tháng 12 với sự tham gia của hơn 60 thành viên gồm TL, DL, Foreman, Chief Worker và kỹ sư liên quan. Nội dung trọng tâm được đề cập là báo cáo tình hình hoạt động, các vấn đề liên quan đến chất lượng dự án và các hoạt động tiêu biểu về chất lượng trong năm 2022. Nhân dịp này, đội quản lý chất lượng cũng đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 5 nhân viên có thành tích xuất sắc trong năm 2022 cho Tống Thị Lan, bộ phận QA, Huỳnh Văn Sĩ, bộ phận QC Buller, Lâm Xuân Quyền, bộ phận QC Quarter, Trình Bộ, bộ phận QC MHS và Nguyễn Hồng Nhân, NDA. Đồng thời đội này cũng đã trao giấy khen cống hiến cho hai foreman là Huỳnh Công Trường, bộ phận QC Buller và Nguyễn Thế Minh, bộ phận NDA. Tiếp nối bản tin trưa hôm nay là thông tin về chuyến xuất hàng thứ 24 với trọng lượng 1.300 tấn cây cốt thép đến công trường nhà máy nhiệt điện Gia Qua, Indonesia vào ngày 17 tháng 12. Dự án Gia Qua 9 và 10 được Đô Sa Vina ký kết vào tháng 12 năm 2020 liên quan đến việc chế tạo và cung ứng hơn 36.000 tấn thiết bị phi áp lực gồm kết cấu lò hơi, ống dẫn, cột đỡ, hệ thống chế than, hệ thống khử lưu huỳnh và một vài thiết bị khác sẽ được lắp đặt tại nhà máy nhiệt điện Gia Qua đặt tại tỉnh Banten, Indonesia. Tổng cộng có 1.300 tấn thiết bị kết cấu đường ống xuất đi lần này do nhà máy MHS và Boiler chế tạo sản xuất. Trong đó thiết bị lớn nhất có kích thước dài 20m, rộng 2,5m, cao 2,5m và nặng gần 20 tấn. Sau gần 2 năm bắt tay sản xuất vào tháng 2 năm 2021, đến nay dự án đã hoàn thành được 85% tiến độ, đồng thời bàn giao thành công 33.500 tấn sản phẩm cho khách hàng. Gia Qua 9 và 10 được xem là dự án lớn đầu tiên Đô Sa Vina sản xuất và cung ứng cho nhà máy nhiệt điện, sử dụng công nghệ cực siêu tứ hạng để phát điện với hai tổ máy có tổng công suất lên đến 2.000 MW. Dự kiến nhà máy nhiệt điện Gia Qua 9 sẽ đi vào hoạt động trong năm 2023 và Gia Qua 10 sẽ đi vào hoạt động trong năm 2024. Bản tin trưa nay của Đô Sa Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đô Sa Vina DVTV V13N87. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin của Đô Sa Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Isu với từ khóa Đô Sa Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.